nay chúng mình sẽ cùng với các cháu chia dạng thật kỹ cái dạng bài tập cực kỳ quan trọng trong chương trình học kỳ 2 hoặc lớp 10. Đây là bài tập về axit sulfuric, axit H24. Cái anh axit H24 này là một axit cực kỳ quan trọng. Anh này nó vừa là mới, nó chia thành hai phần. Thứ nhất là H24 loãng thì nó là tính axit, còn nếu là H24 đặc thì nó là tính oxy hóa mạnh. Câu số 1, kim loại nào sau đây bị thụ động trong H24 đặc nguội? Thì hiện tại thì có rất nhiều bạn comment, chúng mình nhìn thấy có rất nhiều bạn comment đáp án một là A nhá, một là A. Chúng ta tự xem thêm nhé. Các cháu nhớ cho chúng mình này, kim loại nào sau đây bị thụ động trong H24 đặc nguội thì nhớ chúng mình là phải ăn crust nhá. Phải ăn crust sắt, nhôm, chrome thì bị thụ động trong H4 đặc nguội. Sắt, nhôm, chrome không được. Sắt, nhôm, chrome. Đáp án đúng đáp án B. Thấy chưa? Phải ăn crust. Câu số 2. Khí nào sau đây có thể được làm khô bằng H4 đặc? Khí nào sau đây có thể làm khô được bằng H2SO4 đặc? Lưu ý là làm khô bằng H2O4 đặc nhá. Để mà làm khô bằng H2O4 đặc, anh em nghĩ xem là đáp án gì ạ? Câu số 2 ạ. Để được làm khô bằng H2O4 đặc thì khi và chỉ khi là cái khí đó nó không tác dụng H2O4. Đấy chưa? Thế thì CO2 không tác dụng H2O4, đúng không? H2S có tác dụng bởi vì ở đây có S trừ 2 có tính khử mạnh. NH3 là tính bazơ chắc chắn tác dụng H2O4 đặc, bỏ nốt. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta để làm khô bằng H2O4 đặc thì nó là gì? Nó là CO2 nhá. CO2 đáp án đúng chúng ta đáp án này. 2A các cháu ạ. 2A mới đúng ạ, bởi vì CO2 không tác dụng H2O4 đặc. Nên mà khi mà cho nước vào thì H2O4 đặc nó háo nước, nó ngay lập tức nó hấp thụ hết nước bên trong thành CO2 nhá. Câu số 3. Số 3 cả nhà chọn đáp án gì ạ? Số 3 thì đề bài cho chúng ta là khi cho FeCO3 tác dụng H2O4 đặc nóng dư thì sản phẩm khí thu được là gì? Chúng ta phải có phương trình nhé. FeCO3 mà tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thì có phải sắt chúng ta đến sắt dương 3 không? Fe2SO4 3 lần. Đúng chưa? Khí của chúng ta thì chắc chắn là CO3 này thì nó biến thành khí CO2. Đúng không? Và lưu huỳnh dương 6 này thì nó sẽ về lưu huỳnh dương 4 là SO2. Vậy mình sẽ có hai khí là khí CO2 và khí SO2. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? CO2 và SO2. Đáp án đúng câu 3 chúng ta phải là đáp án A. 3 chúng ta là đáp án A các cháu. Ok ạ, chúng ta tiếp tục việc mà chia dạng chi tiết bài tập H24 câu số 4 ạ. Câu số 4. Các khí sinh ra khi cho saccharose và H2O4 đặc nóng dư. Các khí sinh ra khi cho saccharose vào H2SO4 đặc nóng dư. Saccharose. Các khí sinh ra khi cho saccharose vào H2SO4 đặc nóng dư. Nào nào. Ok ạ. Nào, chúng ta cùng xem ạ. Vậy mình có này, saccharose H4 đặc nóng dư thì nó sẽ tạo thành gì ạ? Tạo thành carbon. Đúng không ạ? Carbon thì cộng H4 đặc thì nó tạo thành CO2 cộng với lại SO2. Vậy thì khí sinh ra của chúng ta là gì ạ? CO2 và SO2 các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 5. Câu số 5 là một cái câu về cân bằng phương trình ạ. Câu số 5 là một cái câu về cân bằng phương trình. Nhá, cả nhà cùng comment đáp án xem câu số 5 đáp án gì ạ? Một câu cân bằng phương trình cực nhanh nữa. Một câu cân bằng phương trình yêu cầu là chúng ta phải cân bằng cực nhanh thì chúng ta mới có thể làm được chính xác những cái phần này. Nào khẩn trương ạ, cân bằng phương trình ạ, cho chúng mình cái hệ số vậy ạ. Ok ạ, chúng ta có các cháu nhìn cái kỹ năng cân bằng phương trình nhanh của chúng mình này nhé. Các cháu nhìn cái kỹ năng cân bằng phương trình nhanh của chúng mình này. Sắt là từ sắt 0 lên sắt dương 3 đúng không? Vậy là nhường 3 e. Lưu huỳnh từ lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4. 6 trừ 4 thì bằng 2 e. Vậy mình vứt 2 ở đây. Mình vứt 3 ở đây. Vậy mình có này, 2 sắt, 2 sắt về đề 1. Đếm lưu huỳnh này, 3 lưu huỳnh cộng với 3 lưu huỳnh là 6 lưu huỳnh. Đếm hiđro này, 6 nhân 2 12. Chia 2 bằng 6. Vậy mình sẽ có tổng hệ số tối giản nhất là bằng 2 cộng 6 là 8, 8 cộng 1 là 9, 9 cộng 3 12, 12 cộng 6 18. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án
B bỏ. B bỏ. Chất nào không dùng để làm khô khí SO2? Chất nào không dùng để làm khô khí SO2? Lưu ý là không dùng làm khô khí SO2. Thế thì không dùng để làm khô khí SO2 tương đương việc là nó tác dụng hại với SO2 nhá. Có nghĩa là tương tự với bài này là những cái chất nào sau đây nó tác dụng được với SO2. Thế thì mình có này, CH3 đây lần tác dụng SO2, vậy vì vậy nên không ai bao giờ sử dụng CH3 đây lần. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Câu số 7. Câu số 7 ạ. Cho các chất tổng số chất tác dụng được với H2O4 đặc nóng này. Tác dụng được với H2O4 đặc nóng. Lưu ý nhá. Tổng số chất tác dụng với H2O4 đặc nóng. Thế thì H2O4 đặc nóng có thể hiện hai cái vai trò. Vai trò thứ nhất là tính axit. Vai trò thứ hai là tính oxy hóa mạnh. Với tính axit của nó thì không tác dụng với đồng, nhưng tính oxy hóa mạnh của nó thì tác dụng với đồng. CuO này thì lại là tính axit có tác dụng. BaS4 thì cả hai cái này đều không tác dụng. Magie thì tác dụng được với cả H2O4 đúng không? KOH thì cũng tác dụng H2O4 đúng không? Carbon cũng có đúng không? Na2CO3 cũng có đúng không? Vì vậy nên ở cái câu số 7 này chúng ta có tổng số chất tác dụng được với H2O4 đặc nóng là 1 2 3 4 5 6. 6 chất tác dụng được với H2O4 đặc nóng. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta câu số 7 chúng ta nó phải là đáp án C, 6 chất. Câu số 8 ạ. Axit sulfuric đặc nguội có thể đựng trong bình chứa làm bằng gì? Axit sulfuric đặc nguội có thể được đặt trong bình chứa làm bằng gì? Thế thì đặt ở trong cái bình chứa thì khi và chỉ khi là cái anh axit đấy nó phải không tác dụng với cái bình đấy. Chứ nó mà tác dụng với cái bình thì coi như vứt đi đúng không? Thế thì chúng ta có là nhôm sắt chrome thì bị thụ động trong axit sulfuric đặc nguội. Vậy ở đây đặt trong bình chứa làm bằng nhôm bởi vì nó thụ động thì không phản ứng. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 9 ạ. Khí mà không thu được bằng phương pháp rời chỗ của nước. Lưu ý là không thu được bằng pháp rời chỗ của nước. Thì cái khí mà không thu được bằng pháp rời chỗ của nước thì khi và chỉ khi khí đó tan trong nước. Khí đó tan trong nước. Thế thì cái anh khí mà tan trong nước ở đây là oxy là tan ít trong nước. Nitơ không tan trong nước, hiđro không tan trong nước. Vậy cái anh mà tan nhiều ở trong nước ở đây là HCl. HCl tan nhiều, không những là tan nhiều trong nước mà còn tan vô hạn trong nước. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Khí không thu được bằng phương pháp rời chỗ của nước là HCl. Câu số 10 ạ. Câu số 10. Tổng hệ số cân bằng số nguyên của các chất trong phản ứng này. Magie 0. Magie dương 2. 2E. Lưu huỳnh dương 6. Lưu huỳnh 0. 6E. 2 chia 6 bằng 1 chia 3. Vất 3 đây. Vất 1 đây. 3 magie. Đếm lưu huỳnh này. 1 lưu huỳnh cộng 3 lưu huỳnh là 4 lưu huỳnh. Đếm hiđro 4 nhân 2 nhá. 4 nhân 2 bằng 8. 8 chia 2 bằng 4. Vậy chúng ta có tổng hệ số cân bằng nguyên số nguyên các chất trong phản ứng là 3 cộng 4 là 7, 7 cộng 3 là 10, 10 cộng 1 là 11, 11 cộng 4 là 15. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 15. Đấy chưa? A, 15. Câu số 11 ạ. Bắt đầu chúng ta sang cái phần tính toán đấy ạ. Bắt đầu chúng ta sang phần tính toán đấy ạ. Cả nhà lấy máy tính ra nha và cùng tính toán bắt đầu từ câu số 11 ạ. Bắt đầu từ câu số 11, đây là những câu tính toán cực kỳ hay mà chúng mình chọn lọc lại để dạy cho tất cả các cháu. Các cháu chú ý theo dõi thật kỹ buổi học nhá. Câu số 11 ạ. Khi cho 9,6 gam đồng tác dụng H4 đặc nóng lý dư thì thể tích khí thu được sau cái phản ứng xảy ra hoàn toàn là. Thế mình có đồng của mình là đồng 0, tác dụng H4 đặc nóng thì đồng lên đồng dương 2. Lên đồng dương 2. Được chưa? Thì mình có là số mol của đồng của mình thì bằng 9,6 chia 64. Thì bằng 0,15 mol. Số mol đồng của chúng ta bằng 0,15 mol. Thì ngay tức suy ra số mol electron do đồng nhường bằng 0,15 nhân 2 bằng 0,3 mol. Tiếp tục ạ, ta nhìn ạ. Bên này là lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4 bằng 2. Nhận 2E. Tổng E nhường bằng tổng E nhận, mình đặt số mol lưu huỳnh dương 4 là A mol trong SO2 đấy ạ. Thì suy ra số mol E của nó là 2A. Vậy ở đây mình có bảo toàn electron. Tổng E nhường bằng 0,3 bằng tổng E nhận là 2A. Tới đây mình tìm được A bằng 0,15.
A bằng 0,15 thì chính bằng số mol của SO2 nhân với lại 2,4, 3,36 lít. 3,36 lít. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. 3,36 lít. B, bỏ. Câu tiếp theo ạ, câu số 12 ạ. Câu tiếp theo câu số 12. Khi cho m gam sắt tác dụng 24 đặc nóng. Khi cho m gam sắt mà tác dụng với H2SO4 đặc nóng. Lấy dư thể tích khí SO2 thu được sau phản ứng xảy ra hoàn toàn ở điều kiện tiêu chuẩn chắc chắn Fe tác dụng 24 đặc nóng thì sắt chúng ta phải lên sắt dương 3. Lưu huỳnh của chúng ta lưu huỳnh dương 6 thì nó về lưu huỳnh dương 4 trong SO2. Đúng ạ? Vậy ở đây mình có bảng toàn E. Mình đặt số mol sắt là A mol thì mình sẽ có này. Fe0 về Fe dương 3 nhường đi 3E. A thì đây là 3A. Được chưa? Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4. 6 nhận 2E về dương 4. Số mol của SO2 bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15. Vậy ngay lập tức mình sẽ suy được 0,15 nhân 2 bằng 0,3. Và tới đây chúng ta có bảo toàn electron. Có 3 thì bằng 0,3. Vậy suy ra A của chúng ta bằng 0,1 nhá. 3 bằng 0,3 vậy A bằng 0,1. A bằng 0,1 vậy ngay lập tức mình tìm được khối lượng của sắt bằng 0,1 nhân 56 bằng 5,6 gam. 5,6 gam vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 5,6 gam. Cả nhà hiểu cách làm câu 12 này chưa? Cả nhà hiểu cách làm câu 12 này chưa? Câu số 13 cho 8,3 gam hỗn hợp các kim loại. Đây mình có 8,3 gam các kim loại gồm có nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2O4 đặc mà dư thì nhôm của chúng ta lên nhôm dương 3. Sắt của chúng ta cũng lên sắt dương 3. Và khí chúng ta là khí SO2, số mol bằng 0,3. Và nước. Để bài hỏi chúng ta là khối lượng của mỗi kim loại trong hợp ban đầu. Vậy thì mình đặt số mol nhôm là A mol, số mol sắt là B mol. Mình sẽ có hệ phương trình đầu tiên là 27A cộng với 56B thì bằng 8,3 gam. Một phương trình. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn electron. Nhôm 0 lên nhôm dương 3, 3A. Sắt 0 lên sắt dương 3, 3B. Bằng lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4. Đúng không ạ? 6 trừ 4 thì bằng 2. 2 nhân với lại 0,3. Đấy chưa ạ? Đây là skill của chúng mình để làm nhanh cái dạng bài tập này. Các cháu nhìn thật kỹ những cách làm của chúng mình ạ. 27 bằng 56 bằng 8,3 bằng 3 bằng 3 bằng 0,6 bằng 0,1 và 0,1. A bằng 0,1 và B cũng bằng 0,1. Vậy ngay lập tức chúng ta tìm được khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu bằng 0,1 nhân 27 bằng 2,7 và 0,1 nhân 56 bằng 5,6. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhá. 13 đáp án A. Rất rất dễ ạ. Câu số 14 ạ. Câu số 14 này cho 13,6 gam hỗn hợp của magie và sắt này. Đấy chưa? Và 24 đặc nóng này. Thu được magie 2 cộng này, sắt 3 cộng này, SO4 dương 4 này. Thì mình sẽ có phương trình đầu tiên là 24A cộng 56B bằng 13,6 phương trình khối lượng nhé. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn electron này. Magie 0 lên magie dương 2, 2A. Sắt 0 lên sắt dương 3, 3B. Bằng lưu huỳnh dương 6 và lưu huỳnh dương 4 là 2E, 2 nhân 0,1. Từ đó mình tìm được A bằng 0,1, B bằng 0,2. Và từ đó mình tìm được khối lượng A. Đấy chưa? Và về magie sắt. Mình sang câu số 15. 15 thì cả nhà chọn đáp án gì ạ? Cho 12 gam hỗn hợp gồm hai kim loại đồng và sắt tan hoàn toàn trong 24 đặc nặng. Đồng sắt 12 gam tan hoàn toàn trong 24 đặc nặng. H2SO4 đặc nặng. Thu được đồng của mình lên đồng dương 2, sắt của mình lên sắt dương 3. Khí SO2 số mol bằng 0,25. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt là bao nhiêu? Đặt anh này là A, anh này là B. Hệ phương trình 64A cộng 56B bằng 12. Phương trình thứ hai bảo toàn E, đồng 0 lên đồng dương 2, sắt 0 lên sắt dương 3, lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 2 nhân 0,25. Đến đây mình tìm được A và B. A bằng 0,1, B bằng 0,1.
Vậy ngay lập tức chúng ta tìm được số mol sắt, khối lượng của sắt là 0,1 nhân 56 bằng 56 luôn. Đúng không ạ? 5,6 gram. Đúng chưa? Vậy mình tìm được phần trăm. 5,6 chia 12 bằng nhân 100 bằng 46,67% ạ. 46,67%. Khối lượng các muối trong dịch thu được, vậy là tổng khối lượng muối đấy. COS số 4 Fe2 S số 4 3 lần. A 0,1. B 0,1. Bạn toàn đồng 0,1 thì 0,1 chui đây. Và toàn sắt 0,1 chia 2 thì đây là 0,05. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được tổng khối lượng của muối 0,1 nhân 64 cộng 96 cộng 0,05 nhân mẫu đơn 56 nhân 2 cộng 96 nhân 3 bằng 36 gram ạ. Tổng khối lượng muối chúng ta bằng 36 gram. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta chỉ có một đáp án thôi. Đây là đáp án A. 19 đáp án A và rất nhiều cháu toang ở lại cái câu số 19 này. Thấy chưa? Nếu bạn nào muốn ngó lại cái công thức PV bằng NRT thì chúng mình nhớ nhắc lại cháu cái công thức PV bằng NRT ạ. Phóng, viên, nghiện, rượu, thịt trong này. P là áp suất. Đơn vị là atmosphere. V là thể tích. Đơn vị là lít. N là số mol. R là hằng số bằng 2,4 chia 273. T là độ Kelvin. Độ Kelvin thì bằng độ C cộng 273. Được chưa? Đấy nhá. Một cái sở cứu rất kinh điển. Nào, câu số 20 ạ. Câu số 20. Cho 23,2 gram. Cho 23,2 gram hỗn hợp hai kim loại đồng và sắt. Hai kim loại đồng và sắt tan hoàn toàn trong H24 đặc nóng. Công thức vừa rồi sẽ sử dụng cho rất rất nhiều bài ở chương trình khoa học lớp 10 nhé, các cháu chú ý. Chắc chắn đồng lên đồng dương 2. Sắt lên sắt dương 3, lên số dọa cao nhất mà. Thu được khí SO2 12,32 chia 22,4. Đây bây giờ điều kiện tiêu chuẩn ở đây 0,55 mol. Sau phản ứng cô cạn được M gam chất rắn, tìm M. Câu này chúng mình có hai cách làm cơ. Cách làm số 1 là cách làm như bình thường nhá. Là mình đặt số mol đồng là A mol, số mol sắt là B mol. Được không ạ? Vậy thì mình sẽ có hệ phương trình 64A cộng 56B bằng 23,2. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn electron. Đồng 0 lên đồng dương 2. Sắt 0 lên sắt dương 3. Bằng. Lưu hình chúng ta là lưu hình dương 6 và lưu hình dương 4. 6 trừ 4 bằng 2. 2 nhân 0,55. Và tới đây chúng mình tìm được A và B. Được không ạ? Đây là cách làm bình thường nhất. 64 này, 56 này, 23,2 này, 2 này, 3 này, 2 nhân 0,55 này. A bằng 0,1. B bằng 0,3. A bằng 0,1. B bằng 0,3. Được chưa? Vậy ngay lập tức này, muối này, COS số 4 nhá, Fe2 SO43 lần. Bảo toàn đồng 0,1. Bảo toàn sắt 0,3 chia 2 bằng 0,15. Vậy đến đây mình tìm được M muối. Đúng không? Đây mà chất rắn này cô cạn dung dịch thì SO2 bay hơi mà, nước bay hơi mà. Thì dung dịch chỉ còn lại là muối thôi. 0,1 nhân 64 cộng 96 cộng 0,15 nhân 56 nhân 2 cộng 96 nhân 3. 60. Chỗ này chúng mình ấn nhầm. 0,1 nhân với lại 64 cộng 96 cộng với 0,15 nhân 56 nhân 2 đầy thiếu cộng 96 nhân 3 76 gram ạ. 76 gram nhá. Đáp án đúng đáp án C, nhưng đây là một cách chậm. Chúng mình có một skill giải cực nhanh M muối sunfat bằng M kim loại cộng 96 nhân
NSO2. Các bạn nhìn xem có nhanh hơn không nhá. Mờ kim loại 23,2 cộng với 96 nhân số mol SO2 76. Kinh điển chưa? Kinh điển chưa? Nhớ cái công thức này nhé. Hello, chào cả nhà. Giờ chúng ta sẽ chữa tiếp cái phần bài tập 21. Câu số 21. Hóa tan hết 16,3 gam hỗn hợp gồm magie này, nhôm này, sắt này vào dung dịch H2O4 đặc nóng. H2SO4 đặc nóng thì thu được, thì tất cả, hầu hết tất cả các kim loại nhé, khi mà tác dụng với lại H2O4 đặc nóng thì nó đều lên số rõ cao nhất đúng không ạ? Lên magie dương 2, lên nhôm dương 3 và lên sắt dương 3 đúng không? Đúng chưa? Thì thu được mol SO2 là 0,55 mol. Đề bài hỏi chúng ta là cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được khối lượng chất rắn khan là bao nhiêu. Thế chúng ta biết là chất rắn khan ta sẽ gồm MgSO4 này, Al2S, có nghĩa là MgSO4 này, Al2S4 3 lần và Fe2SO4 3 lần, đúng không? Al2SO4 3 lần và Fe2SO4 tất cả 3 lần, đúng không? Thế thì cái M muối này hay là M chất rắn khan này nó tách thành hai phần. Ta phải nhìn kỹ như vậy, nó tách thành hai phần. Thì phần thứ nhất có phải vậy, suy ra mình có là M chất rắn khan bằng hai phần. Đây, chúng ta nhìn đó, M kim loại phản ứng cộng với lại M gốc SO4. Đấy không? M kim loại ta biết rồi, bằng 16,3. Vậy nhiệm vụ chúng ta đi tìm M gốc nữa thôi nhá. Ta đi tìm M gốc nữa. Thế thì M gốc SO4 2 trừ thì nó lại có một cái đặc điểm như sau. Và nhìn kỹ này, magie từ magie 0 lên magie dương 2, nhôm dương 3, rôm 0 lên nhôm dương 3 và sắt 0 lên sắt dương 3. Đúng không ạ? Thì mình sẽ có này, bọn này đều nhường đi 2E này, nhường đi 3E và nhường đi 3E. Thế thì bù lại nó sẽ có SO4 2 trừ. Đúng không ạ? Thế thì SO4 2 trừ thì chúng ta đặc biệt chúng ta lại có này. Có phải là SO4 2 trừ thì nó tích 2 để tích âm không ạ? SO42 trừ thì tích 2 thì tích âm đúng không ạ? Có nghĩa là cứ tương đương cứ bỏ đi 2 electron, nhường 2 electron thì được bù lại bởi một gốc SO42 trừ, đúng không ạ? Để nhường 2 thì bù lại một gốc, nhường đi 6 thì bù lại 3 gốc, đúng không ạ? Vậy nên mình sẽ có một điểm nữa là số mol của electron trao đổi thì luôn bằng số mol của gốc SO42 trừ. Số mol của electron trao đổi thì luôn bằng số mol của gốc SO42 trừ, được không ạ? Vậy mình sẽ có này, khối lượng của chất rắn sẽ bằng khối lượng của kim loại là 16,3 gam cộng với gốc SO4 là 96 nhân với số mol là tổng E trao đổi. Tổng E trao đổi thì mình lại có là tổng E trao đổi thì bằng lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4. 6 trừ 4 bằng 2. 2 nhân 0,55, được không ạ? Vậy là 2 nhân 0,55 thì bằng 1,1. Và tới đây mình tìm được mở muối luôn. 16,3 cộng 96 nhân 1,1 bằng 121. Ở chỗ này tính nhầm mà. 96. Tổng E trao đổi phải, số mol E trao đổi phải chia cho 2 ạ. Sorry ạ. Đúng ạ. 2 mol E trao đổi mới được thu được một anh SO4 này trừ mà. Tổng E trao đổi bằng 2 nhân 0,55 chia cho 2 ạ. Thế là vẫn là 0,55 rồi. Nhân 0,55 69,1. 69,1. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Và từ bây giờ trở về sau này thì khi chúng ta làm cái bài H2O4 thì chúng ta được quyền áp dụng cái công thức sau là khối lượng của chất rắn và muối này, hay là chính bằng khối lượng của muối sunfat và chính bằng khối lượng của kim loại cộng với lại 96 chia 2 nhân tổng E trao đổi, hay là tổng E trao đổi chia 2, được không ạ? Đấy, cả nhà đóng khung cái công thức này để chúng ta có thể làm nhanh các bài tập trắc nghiệm. Câu 22. Câu 22. Hòa tan hết 29,6 gam hỗn hợp gồm Fe này, magie này, đồng này theo tỷ lệ mol 1, 2, 3, A này,
2A này, 3A này bằng H2 SO4 đặc muộn. Chúng ta lưu ý ạ, nhôm sắt chrome thì bị thụ động trong H2O4 đặc muộn, có nghĩa sắt bị thụ động. Sắt bị thụ động là sắt không phản ứng. Được không ạ? Vậy do sắt không phản ứng nên dung dịch chúng ta thu được sẽ gồm magie lên magie 2 cộng, đồng lên đồng 2 cộng, khí sinh ra là khí SO2. Và muối khan chúng ta là chỉ gồm có magie 2 cộng và SO4 2 cộng thôi. Chỗ này rất dễ bị lừa, cả nhà cẩn thận. Thế vậy bây giờ chúng ta dựa vào cái 29,6 này, anh ta tính toán á. 29,6 này có phải chính bằng khối lượng của sắt 56A, khối lượng của magie 24 nhân 2A, khối lượng của đồng 64 nhân 3A không ạ? Và tới đây mình tìm được A. 56 cộng 24 nhân 2 cộng 64 nhân 3 bằng 29,6 chia N bằng 0,1. A bằng 0,1. Và anh này bằng 0,1 này. Anh này bằng 0,2 này. Anh này bằng 0,3 này. Đúng không ạ? Thế thì hoàn toàn mình có khối lượng muối sunfat ở trong này. Mình áp dụng cái công thức lúc nãy. M muối sunfat thì bằng M kim loại phản ứng cộng với lại 96 nhân tổng E trao đổi chia 2. Được không ạ? M kim loại phản ứng thì có phải ở đây sắt không phản ứng không? Thì mình là chỉ có gồm có magie và đồng phản ứng không ạ? Vậy mình 29,6 trừ đi khối lượng của sắt được không ạ? 29,6 trừ đi 0,1 nhân 56 bằng 24 gam. 24 gam cộng với 96 nhân tổng E trao đổi nhá. Tổng E trao đổi thì số mol SO2 đây bằng 0,15. Vậy tổng E trao đổi là bằng 0,15 nhân 2 chia 2. Vậy bằng 0,15 thôi ạ, chính bằng số mol SO2. 24 cộng 96 nhân 0,15. 38,4 gam. Cả nhà nhìn rõ không ạ? 38,4 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta nói là đáp án A. 38,4 gam. Ok nhá. Sang câu tiếp theo này, câu số 23 này. Hòa tan hết 16,3 gam. 3 gam. Hỗn hợp các kim loại gồm magie, nhôm, sắt trong dung dịch H2SO4 đặc nóng. Được chưa? Thì thu được câu này bị trùng ạ, câu này bị 23 bị trùng với câu 21 mất rồi ạ. 69,1 ạ. Đáp án đúng đáp án C ạ. Không phải chữa nữa. 24 cũng bị trùng nhỉ? 24 cũng bị trùng. Chết rồi. Ba câu này đều bị trùng. 25 nào. 25. Hòa tan 4 gam hỗn hợp. Ta luyện cái chỗ này đấy ạ. Magie này. Sắt này. Đồng này. Vào dung dịch H2O4 đặc nóng dư này. Đặc này. Nóng dư này. Thu được này. Magie chúng ta lên magie dương 2. Sắt chúng ta lên sắt dương 3 đúng không ạ? Đồng lên đồng dương 2 đúng không ạ? Thì tất cả các kim loại khi tác dụng H2O4 đặc nóng thì đều lên số xóa cao nhất mà. Và khí SO2 duy nhất là 0,1. Và dung dịch chứa M gam muối đây để bài hỏi xác định giá trị của M. Thì mình có này, tổng E trao đổi đã. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4 bằng 2. Tổng E trao đổi bằng 0,2. Được không ạ? Vậy mình có M muối sunfat thì phải bằng M kim loại phản ứng cộng với 96 đúng không ạ? Nhân với tổng E trao đổi chia 2. Được không ạ? Và bằng M kim loại phản ứng đây là 4 này cộng 96 nhân với lại 0,2 chia 2. 4 cộng 96 nhân 0,1 bằng 13,6 gam. 13,6 gam. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Câu số 26 ạ. Câu số 26. Hòa tan 23,4 gam hỗn hợp gồm nhôm, sắt, đồng bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 đủ.
thì thu được nhôm lên nhôm dương 3, sắt lên sắt dương 3, đồng lên đồng dương 2. Và khí SO2, số mol SO2 bằng 15,12 chia 2,4, 0,675 mol. Được chưa? Thì chúng ta làm nhanh hơn nữa đi ạ. M muối sunfat có phải chính bằng M kim loại phản ứng? Thôi ghi luôn ạ. Cộng với lại bao nhiêu ạ? 96 nhân NSO2 luôn được không ạ? Tại sao lại nhân được NSO2 luôn? Bởi vì tổng E trao đổi thì bằng 2 lần số mol NSO2. Đúng ạ? Tổng E trao đổi bằng 2 lần số mol NSO2. Thế thì tổng E trao đổi chia 2 thì có đúng bằng số mol NSO2 luôn không? Thế cho nó nhanh, nó gọn. Vậy M kim loại phản ứng là 23,4 cộng với 96 nhân với NSO2 15,12 chia 2,4, 0,675. Và tới đây mình tìm được khối lượng cộng 96 nhân 0,6 88,2 gam. Đáp án đúng là đáp án C, 88,2 gam. Rất dễ đúng không ạ? Thế thì bây giờ ngon rồi. Bây giờ sang câu 27 chúng ta bấm một lẻo luôn nhé. Mình phải thoát ly ra. Mình có M muối sunfat, lấy máy tính bấm luôn. Mình hiểu bản chất rồi ạ. Bằng M kim loại phản ứng cộng 96 nhân NSO2. Đấy, các em nhìn thấy là thầy sẽ dựng cho chúng ta cái kỹ năng làm bài tập nhá. Từ đơn giản đến phức tạp, từ hiểu bản chất mới đến ứng dụng công thức giải nhanh. 4 cộng 96 nhân số mol NSO2 là 0,1 bằng 4 cộng 9,6 bằng 13,6 gam. Đáp án đúng đáp án B, bỏ 13,6 gam. Là mình sang hai, mình sang ba cái câu kinh điển. Trong ba cái câu kinh điển này thì có câu 30 là sai đề rồi. Nên mình chỉ còn có câu 28 và câu 29 thôi. Trong câu 28 và câu 29 này thì thầy giới thiệu đến cho chúng ta một cái phương pháp kinh điển nhất của thầy mà ứng dụng cho cả lớp 10 và cho cả lớp 11. Đấy là ứng dụng, đấy là phương pháp đế mặt. Cả nhà cùng theo dõi nhé. Dĩ nhiên cái dạng bài ở câu 28 và câu 29 này thì hoàn toàn các em có thể sử dụng một cái phương pháp, đây là phương pháp quy đổi, nhưng không thể nào nhanh bằng phương pháp đế mặt của thầy được. Chúng ta cùng quan sát xem phương pháp đế mặt thầy như nào nhé. Nhìn kỹ này, đảm bảo các em làm xong các em sẽ được nghiện phương pháp này. Ngoài không khí này thì mình thu được này, Fe này, FeO này, Fe2O3 này, Fe3O4 này. Đấy chưa, khối lượng là 75,2 nhá. Hỗn hợp A này phản ứng hết dung dịch H2O4 đậm đặc. Đặc thì thu được SO2 0,3 mol và sắt chúng ta đến sắt dương 3 hết. Thế thì bây giờ chúng ta không giải theo cách ở trên lớp nữa. Nhưng mà thực ra thì thôi thầy vẫn hướng dẫn chúng ta cách giải trên lớp đi nhỉ. Cách giải chậm trên lớp nhé. Cách giải chậm trên lớp là quy đổi cái hỗn hợp này là về Fe và oxy. Được không ạ? Thì khi mà quy đổi với Fe oxy, mình đặt số mol Fe là A thì số mol oxy là B. Mình sẽ có biểu thức đầu tiên là biểu thức bảo toàn khối lượng. Thì đây ạ, quy đổi thì khối lượng hỗn hợp vẫn giữ nguyên là 75,2. Thì mình sẽ có là 56A cộng với 16B thì bằng 75,2. Và khi quy đổi rồi thì đây mình có sắt, ban đầu là sắt 0, cuối cùng về sắt dương 3. Vậy mình sẽ có biểu thức bảo toàn E. Sắt 0 về sắt dương 3, 3 electron. Oxy 0 về oxy trừ 2, 0 về trừ 2, vậy là nhận thêm 2E, 2B. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4 bằng 2, nhận thêm 2E nữa. Và giải hệ này chúng ta sẽ tìm được AB. Được không ạ? 56 bằng 16 bằng 75,2 bằng 3 bằng trừ 2 bằng 2 nhân 0,3 bằng, không chứ chết nhỉ, chưa ấn nghĩa kia, 1, 2, 56 bằng 16 bằng 5,2 bằng 3 bằng trừ 2 bằng 0,6 bằng, đây A bằng 1 và B bằng 1,2. Thế đề bài hỏi khối lượng A gam một sắt, đây A bằng 1. Vậy khối lượng của một sắt bằng 1 nhân với 56 thì bằng 56 gam. Đáp án đúng là đáp án A. Nhưng ạ, chiêu của thầy làm nhanh hơn cái phương pháp chậm ở trên lớp này. Đây là phương pháp chậm.
còn phương pháp nhanh của thầy, các em quan sát nhé. Fe cộng oxy thì tạo thành hỗn hợp gồm Fe này, FeO này, Fe2O3 này, Fe3O4 này, cộng với lại H2SO4 đặc này để tạo thành này, sắt lên sắt dương 3 này, lưu huỳnh là lưu huỳnh dương 4 này. Đúng không? Khối lượng 75,2 nhá. Chúng ta có này. Chúng ta có những điều sau này. Thứ nhất là chúng ta muốn tìm được sắt thì chúng ta cần tìm được số mol của hỗn hợp sắt ở đây A, B, C, D. Đúng chưa? Chúng ta có 4 lần. 4 lần nhưng chúng ta chỉ có mấy dữ kiện? 1, 2 dữ kiện. Đúng không ạ? 4 lần nhưng có 2 dữ kiện. Vậy thì chúng ta không thể nào mà giải được. Vậy chúng ta bây giờ phải sử dụng một cái phương pháp, đó là phương pháp gạch đi để làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện. Chúng ta có 2 dữ kiện thôi, vậy thì chúng ta phải gạch đi 2 ẩn để làm sao chỉ còn 2 dữ kiện. Đúng không? Và chúng ta sẽ chọn. Thực ra trong bốn cái này em thích gạch thế nào cũng được, em hoàn toàn có thể gạch được. Nhưng ví dụ như ở đây thì gạch thằng C và thằng D bởi vì nó phức tạp. Thế thì ngay lập tức thầy sẽ có bảo toàn khối lượng 56A 72B thì bằng 75,2. Được chưa? Phương trình thứ hai ạ là phương trình bảo toàn E. Sắt 0 lên sắt dương 3 nhá là 3E. Sắt dương 2 lên sắt dương 3 là 1E. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4 là 2E. Và đến đây chúng ta tìm được AB. 56 bằng 72 bằng 75,2 bằng 3 bằng 1 bằng 0,6 bằng. Đã. A bằng âm 0,2 và B bằng 1,2. A bằng âm 0,2 và B bằng 1,2. Thế thì ngay lập tức tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tố sắt. Số 1 âm kệ nó nhé. Các bạn đừng nghĩ là sai. 1,2 nhân 1 trừ 0,2 nhân 1 vậy bằng 1. Wow, kết quả lại đúng, vẫn là đáp án A. Nhưng nhanh hơn rất nhiều, chúng ta hoàn toàn chỉ có thể bấm hết là ra thôi. Cả nhà lưu ý nhé. Và cả nhà còn phải để ý một chút nữa. Đó là em gạch AB để giữ lại CD vẫn làm được. Gạch BC để giữ lại AD cũng như vậy, vẫn làm được ra đáp án y xì luôn. Số mol âm kệ, cứ làm như bình thường. Và bây giờ chúng ta thử làm câu số 29 này. Câu số cuối cùng ở trong cái tờ đề này, theo cái cách mà thầy đã dạy nhé. Câu 29 ạ. Argon một sắt ngoài không khí thu được hỗn hợp Fe này, FeO này, Fe2O3 này, Fe3O4 này. Được chưa? Khối lượng là ô trùng à? 75,2. Ô trùng, trùng y xì như câu 28 ấy, không khác gì ạ. Tiếp qua câu 28 và câu 29 trùng nhau thì kết quả cũng là một thôi. Đáp án A. Và chúng ta làm thêm những cái bài tập thêm của thầy, thầy cho thêm ở trong phần tài liệu tự luyện đấy nhá. Thì trong những phần tài liệu đấy chúng ta sẽ gặp được những câu tương tự như này, và các em nhớ đến cái phương pháp đề bắt của thầy nhé. Được chưa?